Ví dụ như hồi con nó trong tháng mình cũng nóng ruột, cũng tắm rửa cho cháu đó, nhưng mà con dọn dẹp đi thì nó cũng thiệt tình, nó tiện cái cây lau rồi nó dắt nước vô cái chậu tắm của em bé thì mình cũng sốc ruột, mình kêu trời ơi sao cái chậu tắm của em bé cho con đi, con vắt nước vô đó thì nó dạ chút xíu nữa con lấy xà bông rửa sạch, thì mình cũng ấm ức trong bụng. Trời, tại con nghĩ là nước tắm nó văng ra sàn thì mình vắt vô đó để rồi mình vô mình rửa, mình đằng nào mình cũng dọn dẹp hết chứ không phải là để cái chậu dơ cho cháu nó tắm. Ông bà chồng nói đúng đó, dạ. Cái cây lau nhà nó biết rất nhiều cái vi khuẩn, thậm chí mình lau ở cống, lau ở gì đó, dạ. Bây giờ mình thấy nói chừng vắt rồi cái thao nó biết rồi, còn mình rửa đó, nhưng mình cảm giác nó ghê sao đó. Thì đó cô đã dặn là cái chậu tắm của em là phải móc cái đinh móc lên cho nó, rồi không có được giặt cái gì trong đó nha, chỉ để tắm riêng cho nó đúng thôi rồi. Nhưng mà nhiều khi cô nghĩ ôi thôi nó là mẹ chắc chắn nó phải thương con nó hơn mình, thôi kệ đi, nó muốn làm gì nó làm, mình muốn làm dòm ngó thôi. Nói tới cái chậu đó tôi nhớ con câu chuyện rất là vui ngày xưa đó, nhà chú nè Lý Hải nè Ngọc Sơn rồi đông lắm. Xin mời. Chào mẹ chồng thằng dâu. Dạ chào cô, chào chị ạ. Mời mẹ chồng giới thiệu về mình. Tôi tên là Lê Thanh Thủy, 56 tuổi. Trời ơi, trẻ quá trời quá đất luôn. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ, em là Nguyễn Quỳnh Anh, em 28 tuổi. Em về làm dâu mẹ cũng được 6 năm rồi và hiện tại cũng đang ở chung với mẹ. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu này đó thì mẹ chồng ấn tượng gì về cô gái? Lúc tới chơi thì tại nhà cũng cho thuê phòng trọ đó. Thấy nó cũng người nó cũng mảnh khảnh dễ thương, không biết là bạn đứa nào. Rồi sau là nhà có đám giỗ của chồng á, về nhà thì biết là bạn gái, thấy nói năng cũng nhỏ nhẹ dễ thương, thấy cũng ưng ý. Ấn tượng đầu tiên của em như mẹ là mẹ quá trẻ quá xì tin đến độ là em không ngờ đó là mẹ của chồng. Trời ơi, không nghĩ là 56 tuổi nữa nha, mới bước vô là mình tưởng nó nhỏ lên. Trẻ quá trẻ luôn. Dạ, cảm ơn. Khi mà về làm dâu thì mình có gặp những cái khó khăn gì không? Có phát sinh một chút xíu những cái mâu thuẫn trong cái cách chăm bé, dạy con này kia thôi. Theo con á thì nó ăn được bao nhiêu thì mình nhắm được cái khẩu phần. Nhưng mà mẹ thì muốn cháu ăn nhiều hơn để tròn hơn, cho nên thỉnh thoảng là mẹ cứ nói là sao ăn ít quá. Có nói với mẹ là con cho nó ăn nhiều rồi thì cũng có thấy mẹ không có vui. Có lần mà cứ lên chơi á, là để cho con dâu có làm gì chuyện cá nhân nó làm, thấy cháu nội chơi với bà nội vui vẻ lắm, xong đến lúc mình xuống nấu cơm để cho mẹ con nó chơi với nhau thì thằng nhỏ nó cứ nhẹ nó khóc hoài ở dưới đất á, nấu cơm mà thấy ở trên nó khóc mình cũng xót ruột. Sao nó chơi với mẹ nó im ru mà sao đến lúc nó chơi với con sao thấy nó cứ nhẹ nó khóc hoài. Vậy thôi để con xuống con nấu cơm mẹ lên chơi nè. À cũng lẫy xíu á. Và trời ơi, mẹ cưng thì mẹ mới xuống nấu cơm chứ ngồi chơi với nít sướng cái mồ luôn á. Tính con cũng đơn giản lắm, tại con nghĩ sao thì con nói thiệt tình vậy chứ con không có ý gì ở trong đó hết trơn á. Thì nghĩ là thôi mẹ chơi với cháu nó vui thì để cho bà cũng đỡ cực, khỏi có phải nóng nực với lại luôn tay luôn chân ở dưới bếp. Nhưng mà mẹ nghĩ là mình giận cho nên mình nói mẹ vậy. Những lần mẹ la thì cũng buồn, nhưng mà thường thì con không có nói gì hết. Nhưng mà sao mình không chia sẻ với mẹ hơn để mẹ hiểu. Tại vì em nghĩ là nhiều khi mẹ có cái lý do gì đó cho nên mẹ không có hiểu cái cách của mình. Cho nên là thôi mình buồn thì thôi, nhiều khi nhắc lại thì mẹ lại không vui. Cho nên thôi cứ lướt qua được, cái lướt qua thôi à. Không tìm cách nói chuyện với mẹ. Có bao giờ là con nói chuyện với chồng con có không? Chồng á thì thấy giờ còn có mình mẹ thôi, nói cái gì ra thì sợ nhiều khi mẹ buồn vì bên vợ, cho nên là chồng cũng chỉ im lặng thôi, thì nói là anh biết rồi thì thôi. Cái điều đó tôi nghĩ rằng là nó sẽ ấm ức trong lòng. Bởi thứ nhất là con không chịu chia sẻ thẳng với mẹ, thứ hai con nói với chồng thì chồng con cũng không nói là với mẹ, và đôi khi mẹ cũng biết là mẹ làm gì cho con buồn, đúng không cô? Thiệt tình mình cũng thương, nhiều khi mình bảo thôi con mày kệ mày đi, tao không thèm dòm nữa, tao khỏi tức. Cứ ăn cơm mà sao mày cho con mày ăn cái chút xíu à. Ví dụ như hồi con nó trong tháng mình cũng nóng ruột, cũng tắm rửa cho cháu đó, nhưng mà con dọn dẹp đi thì nó cũng thiệt tình, nó tiện cái cây lau rồi nó dắt nước vô cái chậu tắm của em bé thì mình cũng sốc ruột, mình kêu
trời ơi, sao cái chỗ tắm của em bé cho con đi, con vắt nước vô đó thì nó dạ chút xíu nữa con rồi lấy xà bông rửa sạch thì mình cũng ấm ướt trong bụng. Trời, tại con nghĩ là nước tắm nó văng ra sàn thì mình vắt vô đó để đi. Rồi mình vô mình rửa, mình đằng nào mình cũng dọn dẹp hết chứ không phải là để cái chậu dơ cho cháu nó tắm. Ông mày chồng nói đúng đó. Dạ. Cái cây lau nhà nó biết rất nhiều cái vi khuẩn, thậm chí mình lau ở cống, lau ở gì đó. Dạ. Bây giờ mình thấy nói chuyện vắt rồi cái thao nó biết rồi, còn mình rửa đó, nhưng mình cảm giác nó ghê sao đó. Thì đó cô đã dặn là cái chậu tắm của em là phải móc cái đinh móc lên cho nó, rồi không có được giặt cái gì trong đó nha, chỉ để tắm riêng cho nó đúng thôi rồi. Nhưng mà nhiều khi cô nghĩ ôi thôi, nó là mẹ chắc chắn nó phải thương con nó hơn mình, thôi kệ đi, nó muốn làm gì nó làm, mình muốn làm dòm ngó thôi. Nói tới cái chậu đó, tôi nhớ con câu chuyện rất là vui ngày xưa đó. Nhà chú nè, Lý Hải nè, Ngọc Sơn nè, đông lắm, ở chung cái phòng. Dạ. Có một cái thao một thôi à, cái thao nhôm đó. À, dùng để tắm thôi chú. Không, tắm thì có giò nước rồi. À, cái thao nhôm nó dùng để nấu canh. Tại vì cái thao nó bự bự nè, nó bự bự cái bàn nè. À, để nấu canh cho cả tập thể ăn. Rồi cái thao đó cũng đi dùng nấu cơm. Ừ. Rồi cái thao đó dùng để lau nhà. Trời. Cái thao dùng cho gạo rửa rau. Thiệt luôn hả chú? Ừ, rồi cái thao đó, nói chung cái thao đó dùng tùm lum. Và thậm chí có lúc mà nó hốt rác để vô cái thao đó xong đem đi đổ. Tức là lúc đó mình khó khăn quá, có cái thao là tận dụng thôi. Dạ. Rồi từ đó mình mới quen, xong về nhà cái thao ở nhà đó thì cũng đi lấy cái đụng cái hốt cái rác vô cũng bị bà già tuổi. Yeah. Thì đó câu chuyện á, giống cái trang câu chuyện con vậy đó, tức là mình cũng sống quen rồi, tự nhiên mình nghĩ ôi sao kể cái làm sao mình rửa cho nó sạch thôi, mà nhưng mà khi nghĩ là nó ghê thiệt. Ê, cô thì cô sống theo cái nguyên tắc là cái lược là phải để chỗ này, cái chìa khóa thì bắt buộc phải để chỗ này, để khi mình tắt đèn cúp điện vậy đó cần là mình ra đó mình lấy chìa khóa, hơi kỹ, hoặc là muốn chạy đầu thì cứ tới đó là lấy cái lược. Thành ra khi mà cô thấy cái gì nó không có như ý mình là cô cũng cảm thấy cô bực bội, nó cô ấn tượng, cô nhớ quá. Khi gặp cái thao mà xài tùm lum nó mệt lắm, vậy la liền thôi. Dạ, nổi luôn, quăng luôn, chậm luôn. Với những cái kỹ tính của mẹ con như vậy đó, có bao giờ nó tạo áp lực cho con không? Dạ, cũng đôi khi cũng có. Tại vì nếu mà con biết mẹ kỹ tính như vậy thì mỗi lần làm cái gì thì cũng phải để ý coi lúc đầu mẹ để làm sao thì lúc sau phải để như vậy. Thời đó mới về lấy cái hũ đường hay là nấu ăn gì đó, xong rồi mẹ đi vắng thì về cái mẹ thấy nó không có ngay hàng thẳng lối, cái mẹ nói là như vậy là chỉ có mày xài thôi chứ không có ai hết. Cũng áp lực quá ha. Cô cái gì không phải là cô nói xong rồi là thôi không ấy, nhưng mà con dâu cô thì rất nhiều khi nó ngại hay nó ý tứ gì con, thì mình con cũng cảm thấy là chị dâu giống như là sợ nói ra với cô, sợ cô la, thế là tại thấy cô đúng mẹ rồi. Con đâu có gì độc tài đâu, cũng gì khó đâu, thấy cũng dễ mà, gương mặt mẹ cũng dễ mà. Mẹ dễ tính nhưng mà bản thân con nghĩ là thôi nói ra chỉ để cho mẹ phiền lòng, còn mình thì mình tự thay đổi mình để cho mẹ vui hơn thì con cứ làm như vậy thôi. Không được, đôi khi nếu con nói ra, đôi khi một là mẹ hiểu lầm con. Ừ. Đôi khi là con hiểu lầm mẹ. Có không? Dạ có. Có thấy chưa? Dạ. Có một lần á là con mang cá ở bên nhà bà ngoại về, thì cá đó là cá ông ngoại câu được. Thì có rất là nhiều. Cho nên là ông bà nói là mang về biếu bà nội. Nhưng mà lúc đó con thấy mẹ thường hay là ra ngoài nhờ người ta mận cá, nên con nói với ông bà là thôi ba má mận giùm con đi, rồi hôm nào con về sớm thì con xách về cho bà nội để khỏi mang ra ngoài mận. Chắc khoảng 2 ngày sau con về, con xách về thì lúc đó nói thì mẹ cũng ừ, nhưng mà không biết hồi sao hồi mẹ la nhà đâu có thiếu cái gì đâu mà mang cái này về làm cái gì. Tự nhiên lúc đó con buồn kinh khủng, tại vì nghĩ là không phải là mình mang đồ nguội hay là đồ đông lạnh về biếu cho bà, mà nó là buồn vì mẹ hiểu lầm, rồi buồn cho cả ông bà ngoại nữa, tại vì cái mình cư xử không có khéo cho nên để cho bà nội hiểu lầm ông bà. Sao lúc đó mình không nói với mẹ luôn? Tại lúc đó mẹ giận dữ quá, mẹ nóng quá đúng không? Không có nói, với lại khuya rồi. Rồi sau đó mẹ nói gì? Con chỉ nghĩ là thôi về sau mình tránh đi, đừng có mang cái gì về, vậy thì mẹ sẽ không có buồn, không có hiểu lầm nữa. Không, nếu vậy nghĩ vậy là nghĩ
quá gọi là bi quan rồi, mấy mốt mình lại càng mang gì nhiều hơn nữa chứ. Cô thấy con trai cô với lại bố vợ thì cũng hay đưa nhau đi câu cá. Yeah. Thì ví dụ như đi câu hôm chủ ở chủ nhật thì tới thứ ba thứ tư thì mới mang về cho đưa cho cô. Thì cô là cô cũng hơi tự ái, cô nói thôi thì mình cũng giống như đến mấy ngày rồi chơi bên đó vui rồi, cô nói thôi nhà này đồ ăn lúc nào cũng đâu thiếu đâu, bên đó để cho đã bên đó bữa nay mới mang. Lại. Ngày con thì cũng nghĩ đúng, tức là câu mấy ngày rồi giờ làm xong mấy ngày mới đem về cho. Nhưng mà ta đem về ta làm sạch mà. Làm sạch thì phải làm ngay lúc đó đem về. Tại vì lúc đi về là đã trễ rồi, tụi con đi về nên là không có ở lại. Mấy ngày sau mới lấy. Dạ không, cái cá đó là ông bà rộng lại. Rồi sáng cái ngày đó mần xong thì mới gọi con về lấy. Chứ không phải là để lâu rồi mới. Thì coi như con phải giải thích với mẹ ngay lúc đó là mẹ thế này là để rộng hôm nay cho nó sạch đó. Ông bà mới làm đó thì mang mẹ về liền đi để cho nó tươi. Nhưng mà tại vì con thấy mẹ không có biết mần cho nên là tại mẹ lại phải xách đi rồi. Cũng tội nghiệp nàng dâu chứ bộ cũng đúng có rồi, tấm lòng mà tại lòng. Vì éo le cái mẹ là nghĩ là tại sao câu mấy ngày giờ mới đem về cho tôi. Chắc đem về cá ương cá gì cho tôi. Không phải cá ương mà giống như là ăn tôi nói hết. Chắc ăn không hết. Giống như bên nói chắc là ngán ăn không nổi nữa. Mang về bên này đâu có đồ ăn đâu, thôi mang chạy đi. Giờ nó có lý do như thế. Dạ thôi, nhưng mà mới mốt mẹ có chuyện gì mẹ chia sẻ chút xíu, hai mẹ con dễ nói chuyện nhau. Nhiều khi mẹ không, con nhìn con cũng sợ là tại vì con biết là cô nóng tính luôn á. Nãy giờ thấy nàng dâu cũng có nhiều ấm ức trong lòng đó. Không biết chứ cô thì thiệt tình con biết, tại cô thấy cô cũng hết lòng lắm đấy. Sinh nhật chồng nó, sinh nhật con dâu, rồi sinh nhật hai thằng cháu nội là cô đều tổ chức. Yeah. Đều cả nhà đều ra ngoài chơi cho vui vẻ. Đi chơi thì thấy cái đồng hồ dễ thương thì mua một cặp cho hai vợ chồng. Rồi có dầu thơm hay có quần áo cũng cho con dâu. Thì mình nghĩ là mình cũng thương nó như con mình thôi. Có gì mình nói thiệt tình, đâu biết nó bức xúc ai biết. Có vợ mất cô nói luôn. Có chú Quyền Linh đây không sợ đâu. Cũng lo cho, không sao đâu mẹ con dễ mà. Như cái lần đó là con có nói với mẹ rồi. Đợt đó mới sanh anh lớn thì thường là mẹ cứ để cho ôm anh lớn thôi, mẹ sẽ tự nấu ăn, mẹ tự rửa chén luôn. Thì hôm đó có chồng ở nhà thì chồng bế con lên mới nói mẹ hôm nay để con rửa chén. Cái mẹ la, mẹ nói là bình thường không thấy mày phụ mà bữa nay có chồng mẹ ở nhà mày mới phụ. Lấy điểm. Mẹ nghĩ vậy, nhưng mà lúc sau buổi chiều con có nói với mẹ là không phải con làm vậy để làm gì hết đó, nhưng mà tại vì con nghĩ là có chồng ở nhà thì mới có người giữ em thì con mới xuống con phụ mẹ, chứ còn thảy em cho mẹ thì cũng đâu phải là phụ. Nói kiểu là bức xúc cho nên vừa nói vừa khóc nên là chắc mẹ cũng không có nhớ lắm, không có bằng lòng nữa đó. Nhiều khi á mà vừa nói vừa khóc giống như mẹ nói, nghĩ chắc ép như này lắm cái gì nó khóc cái gì đó. Nàng dâu này còn những điểm gì mà cô chưa hài lòng nữa không? Không, nói chung là con dâu cô thì nó hiền lành, nó nhỏ nhẹ dễ thương. Dạ. Sinh nhật á, nhiều khi cô có lần là cô cảm động nhất là mình không nói tự nhiên thấy hai thằng cháu nội xuống mỗi đứa một gói quà. Thằng nhỏ nó chưa biết nói, thằng anh chúc bà nội sinh nhật, thằng em chứ. là cô cũng cảm động, cô nói dĩ nhiên là phải có một người mẹ nó sâu sắc như vậy. Yeah. Thì nó mới dạy cho những đứa con nó biết nhớ là quà, phải cái quà là sinh nhật là phải tặng bà. Yeah. Con thương mẹ con, tại vì đi sanh là một tay mẹ lo hết, mẹ đưa đi ở trong bệnh viện thì mẹ cũng phụ thức chăm rồi thay đủ thứ hết, cũng giống như là mình có một thân một mình. Chồng thì chết cả chục năm rồi, con thì cũng có mỗi mình thằng con trai. Thành ra nhiều khi cũng lầm bầm với bà ngoại kêu giận nhau thì kêu mẹ, mà đến tối quề với nhau vui vẻ chờ nhau đi chơi chờ dần mãi chơi. Ba nó mất rồi, một tay cô vừa làm mẹ vừa làm ba trong gia đình, có nhiều cái mình cũng áp lực lắm chứ. Nhiều khi cô cũng nghĩ, cô nói thiệt á, chết như ổng còn sướng, tôi sống tôi mới áp lực á, lo được đủ cái chuyện này chuyện nọ, lo cho gia đình được yên ấm rồi lo hạnh phúc con cái được yên ấm. Mỗi lần tụi nó gây nhau mình cũng lo. Hai vợ chồng nó mà có vui vẻ với nhau hay là có hạnh phúc mình còn mừng nữa, chứ đâu phải là đúng rồi ganh tị như là mày thương chồng mày hay mày lo rồi mày ganh tị. Không có, ví dụ nó có đứa đầu tiên á khó khăn, thành ra nó cũng lo đi bác sĩ để canh ngày thụ tinh, canh ngày. Cô thấy bình thường, cô cứ nói với con miễn hai vợ chồng vui vẻ hạnh phúc với nhau là được rồi, đâu nhất thiết phải quan trọng đứa con. Cái thằng con cô nói mẹ làm như con là quái vật vậy, người ta có con mình không có con.
hy vọng rằng với câu chuyện này chúng ta sẽ có một bài học kinh nghiệm là gì, chia sẻ thẳng với nhau. Cảm ơn dạ, rất cảm nhiều. Nào hãy nắm tay chặt nhau, ôm nhau thật chặt nào. Tay nhau thật lâu. Cô có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Chắc không, tại thấy con dâu nó cũng dễ thương quá rồi. Chỉ mong là hai vợ chồng nó cứ vui vẻ hạnh phúc là mình hạnh phúc rồi. Con chỉ mong mẹ là có bất cứ cái gì mà mẹ không vui á thì mẹ nói với con chứ mẹ đừng la. Con dễ buồn lắm. Con chỉ muốn mẹ nói cho con biết để con sẽ sửa. Cái gì mà con nói hay con làm á là con suy nghĩ rất là đơn giản chứ không có ý gì ở trong đó hết, cho nên là mẹ đừng có hiểu lầm con. Rồi mẹ cảm ơn, mẹ biết rồi. Thế thương quá. Mẹ này hơi độc tài phát xít. Thôi nó còn nhỏ mà. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình để mình nhớ về chương trình Vợ Chồng Nàng Dâu nha. Chúc gia đình chúng ta hạnh phúc, kết nối với nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là sản phẩm của thương hiệu Elina. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. 28 tuổi mà hai đứa rồi con. Mấy rồi mà không có đứa nào. Thì từ từ. Chưa có bộ ít địch gì chứ. Mốt đẻ lận đẻ một bầy.